Hồi sáng là mình ra bãi biển ở bãi sau, mình thấy là du khách người ta ra đó ngắm cảnh biển cũng như là tắm biển rất là đông. Và đặc biệt hơn nữa là vào các dịp mà lễ Tết đó, càng đông hơn nữa, hầu như là đông nghẹt luôn, đông kín người luôn. Ở Vũng Tàu ban đêm mà lên đèn rất là lung linh, rất là đẹp. Hồi hôm thì mình cũng có đi dạo phố một vòng. Chỗ này là vòng xoay, phía bên kia là đền thờ liệt sĩ. Ở Vũng Tàu thì hoa phượng cũng rất là nhiều, mùa này là mùa hè nó nở rực luôn. Chỗ này là người ta trồng những cái hàng hoa sứ nữa nè. Phố xá rộng rãi, rộng thoáng, sạch sẽ. Phía bên tay trái mình là quảng trường. Chỗ này là cái ngã ba nè, ngã ba giao nhau với đường Hoàng Hoa Thám. Phía bên tay phải mình, phía trước là khách sạn Thủy Văn. Phía bên tay phải mình là công viên Tàu Phùng nè, một cái công viên khá là rộng. Cái đoạn chỗ này thì chúng ta vừa dạo phố vừa ngắm cái cảnh biển ha, rất là đẹp luôn. Xe đậu hàng dài luôn mà. Công viên rất là mát mẻ, rất là đẹp luôn nè. Chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Tùng Dương. Lời đầu tiên thì xin chúc mọi người sức khỏe, dồi dào, mọi sự bình an và thành đạt trong cuộc sống. Hôm nay là ngày thứ bảy. Hiện bây giờ là mình có mặt tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay thì mình sẽ dẫn quý anh chị và tất cả các bạn cùng đi dạo quanh một vòng khám phá thành phố Vũng Tàu nha, để xem cái tình hình hoạt động du lịch ở đây vào ngày cuối tuần như thế nào. Hiện tại bây giờ là 9:30 buổi sáng ngày thứ bảy, ngày 8 tháng 6 2024. Con đường mà mình di chuyển đây chính là đường Lê Hồng Phong chạy vào trung tâm thành phố Vũng Tàu. Hướng này là chúng ta đi ra thẳng khu vực bãi sau đường Thủy Văn. Thì trong cái lộ trình trong ngày hôm nay thì mình sẽ di chuyển từ đường Lê Hồng Phong tới ngay cái vòng xoay tượng đài liệt sĩ, rồi chạy thẳng ra bãi sau, rồi đi theo đường Thị Vân để đi qua bãi trước. Ngày cuối tuần thì mình thấy ở đây là xe ô tô của khách du lịch người ta đổ về đây rất là đông, hầu như là các tuyến đường, các ngã đều có xe. Xe ô tô, xe máy là mấy số là đủ các tỉnh thành luôn. Thời tiết hôm nay rất là đẹp nha, trời nắng đẹp. Đường phố ở đây là rất là rộng thoáng, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhiều quán ăn. Chỗ này có một cái vòng xoay giao nhau đường Lê Hồng Phong và đường 2 tháng 9. Ở khu trung tâm của thành phố là có rất nhiều những cái tòa nhà cao tầng.
chạy tới một đoạn nữa là mình sẽ tới một cái vòng xoay, vòng xoay tượng đài lịch sử. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên là du khách đổ về đây rất là đông luôn. Hồi sáng là mình ra cái bãi biển ở bên sau, mình thấy là du khách người ta ra đó là ngắm cảnh biển cũng như là tắm biển rất là đông. Và đặc biệt hơn nữa là vào các dịp mà lễ Tết đó, càng đông hơn nữa, hầu như là đông nghẹt luôn, đông kín người luôn. Ở Vũng Tàu ban đêm mà lên đèn rất là lung linh, rất là đẹp. Hồi hôm thì mình cũng có đi dạo phố một vòng. Chỗ này là vòng xoay, phía bên kia là đền thờ liệt sĩ. Ở Vũng Tàu thì hoa phượng cũng rất là nhiều, mùa này là mùa hè nó nở rực luôn. Chỗ này là người ta trồng những cái hạng hoa sứ nữa nè, sứ trắng đó, sứ trắng xen lẫn với lại hoa phượng đỏ. Chỗ này có mấy cái tòa nhà rất là lớn luôn nè, tòa nhà Pullman Hotel. Bây giờ thì mình sẽ rẽ qua đây nha, tiếp tục di chuyển trên đường Lê Hồng Phong để ra bãi sau. Những cái tòa nhà khách sạn, tòa nhà chung cư. Ở phía bên tay phải mình có mấy cái quán hải sản về đêm, sáng tươi sống. Phố xá rộng rãi, rộng thoáng, sạch sẽ. Hầu như là tuyến đường nào cũng có xe ô tô của khách du lịch. Lưu lượng xe đổ vào đây rất là đông. Phía bên tay phải mình có một cái khu trò chơi, ban đêm mình thấy rất là nhộn nhịp. Ra đây chính là đường Thụy Vân thuộc bãi sau của thành phố Vũng Tàu. Đó, dọc trên cái đường Thụy Vân này là có rất là nhiều cái điểm để chúng ta gửi xe máy cũng như là xe ô tô để ra bãi tắm. Và dọc theo cái bãi tắm thì cũng có rất nhiều những cái nhà vệ sinh, nhà tắm nước ngọt cho du khách mỗi khi mà tắm biển lên mình tắm lại ha, rồi mình thay đồ. Và đặc biệt ở đây là mình thấy ở đây người ta có cái dịch vụ là xe chở du khách đi lòng vòng ngắm cảnh, đi dạo thành phố. Những cái xe mà giống như xe điện chở chắc cũng khoảng được 10 người. Chỗ này là cái cầu vượt. Ở đây người ta kinh doanh dịch vụ những cái xe điện mini dễ thương quá, xe hai bánh đó. Ban đêm mình dạo phố mình thuê mấy cái xe đó mình đi lòng vòng hóng mát. Những cái kẻ vạch ô màu vàng này là để cho xe ô tô dừng đổ có trả phí. Chạy đến phía trước cũng là những cái tòa nhà khách sạn. Phía bên tay trái mình cũng có một cái bãi giữ xe rất là rộng, bãi tắm Liêu Quay. Dọc trên cái đoạn này thì có mấy cái nhà hàng hải sản lẩu nữa ha.
công nhận là thời gian trôi qua mau thiệt. Mới hồi sáng mới có 6 giờ rưỡi mình ra bãi biển, mình mới quay qua quay lại chút xíu thôi là đã trưa rồi. Ra bãi biển rồi đi ăn sáng, rồi mới dạo một vòng ra cái mũi Nghinh Phong là đã thấy trưa rồi. Giờ này là muốn 11 giờ rồi. Cái lưu lượng khách du lịch đổ về đây rất là đông. Đây mới chỉ là ngày cuối tuần thôi nha, vào những cái dịp lễ Tết nữa thôi chứ chắc đông đen kẹt cứng luôn á. Những cái dịp lễ Tết cao điểm chắc là đặt phòng khách sạn nhà nghỉ chắc không có. Đó, phía trước bên trái mình là những cái xe mà chở du khách đi, xe đó cũng hay á. Xe đó xe điện hay sao? Xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ người ta đổ hàng dài luôn nè. Chỗ này là gần cái khu quảng trường bãi sau. Phía bên tay trái mình là quảng trường. Chỗ này là cái ngã ba nè, ngã ba giao nhau với đường Hoàng Hoa Thám. Đó, phía bên tay phải mình, phía trước là khách sạn Thủy Vân. Khách giờ này mà vẫn còn đi ra biển để tắm biển, mặc dù là gần 11 giờ rồi. Xe ô tô rất là đông. Vào đây để mà tìm cái chỗ đậu đỗ cũng rất là khó. Chạy một đoạn ngắn nữa thì chúng ta sẽ đến đường Hạ Long, nơi có cái mũi Nghinh Phong với lại là tượng chúa Kitô, hay còn gọi là tượng chúa Giang Tây á. Thấy cái lưu lượng xe đổ về thành phố Vũng Tàu rất là đông đó. Lên cái con dốc này là mũi Nghinh Phong. Phía bên tay phải mình là một cái núi đá gọi là núi nhỏ, hay còn gọi là núi Tao Phùng. Có mấy năm trước mình đi vào đây, mình lên cái tượng chúa Kitô, bước lên những cái bậc thang rất là mệt luôn. Từ ở dưới chân mà lên tới nơi á, rất là dài, lên tới nơi đuối luôn. Đó, phía bên tay phải mình là công viên Tao Phùng nè, một cái công viên khá là rộng. Chị em nhí nhố chụp hình, mặc đồ là đủ màu sắc.
dọc trên cái tuyến đường Hạ Long này trở về bãi trước là ngắm cái cảnh biển rất là đẹp. Mình có thể dừng xe phía bên tay phải nè, dừng xe ngắm cảnh biển, chụp hình. Chỗ này chính là cái lối vào để đi lên tượng Chúa Giang Tây, rất là đông. Trời nắng này mà đi lên tới nơi chắc là thôi rồi luôn. Dọc ở trên cái con đường này là người ta trồng những cái hàng bông giấy nè ha, nở rực bông giấy, cây bàng, rồi những cái cây trà là, cây dương. Trên cái đoạn này thì cũng có rất là nhiều những cái quán cà phê, hàng ăn. Đường cũng rộng thoáng, bốn làn xe. Cái hướng này là sẽ dẫn chúng ta đi tới Bạch Dinh, rồi Bảo tàng Vũng Tàu. Khách sạn Club. Khách sạn Club kết hợp luôn cà phê restaurant. Cái đoạn chỗ này thì chúng ta vừa dạo phố vừa ngắm cái cảnh biển ha, rất là đẹp luôn. Xe đậu hàng dài luôn mà. Bên tay phải mình là nhà hàng Cơm Niêu Lẩu. Ở thành phố Vũng Tàu hải sản cũng rất là nhiều. Những cái tỉnh thành miền biển có hải sản rất nhiều, đa dạng phong phú. Đây là đường Hạ Long ha. Con đường Hạ Long này sẽ chạy bao quanh, một bên là giáp biển, một bên là núi, bao quanh hai cái ngọn núi, đó là núi lớn và núi nhỏ, hay còn gọi là núi Tương Kỳ và núi Tao Phùng. Quán cà phê quá chừng. Đi xuống tắm biển xong là lên ngồi uống cà phê luôn. Mát mẻ thoải mái. Chỗ này cũng có mấy cái xe điện nè. Do cái camera mình gắn ở trên cái đầu xe á, cho nên là không có xoay trái xoay phải được cho mọi người xem. Chứ đi ở mấy cái thành phố lớn mà xe cộ đông đúc như thế này mà một tay chạy một tay quay là bất tiện. Dù khi qua các ba ngã tư hay là sang đường rồi là không có bỏ xi nhan được, do là cái tay cầm máy quay rồi. Đó là một cái điểm hạn chế. Nhưng mà con cái mình gắn trên cái đầu xe á, là nó quay một hướng, một góc rất là rộng. Chúng ta có thể nhìn trọn vẹn cái cảnh luôn. Đường ven bờ biển này rất là đẹp luôn. Phía bên trái là cái bờ kè đó ha, bờ kè lát đá granite. Bên phải là đổ xe,
cái hàng quán phục vụ đủ thứ. Hồi sáng mình ăn hủ tiếu mực ngay cái chỗ này nè, quán hủ tiếu mực ở phía trước nè, cũng rất là ngon. Một tô chỉ có 60.000 thôi. Quán hủ tiếu mực nằm phía bên trái ha, cái chỗ có mấy cây cọ đó. Đến phía trước đó, phía bên tay trái hướng 11 giờ là nhà hàng Gành Hào. Nhà hàng phục vụ điểm tâm, cơm trưa gia đình, kiêm luôn cà phê luôn. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà 11 giờ trưa rồi. Mình mới vừa check out khách sạn xong, chứ mà lỡ mà đi lòng vòng rồi lát nữa rồi mãi mê bất công là quên giờ, phải trả phòng trước 12 giờ. Mình mới check in buổi tối 7 giờ ngày hôm qua. Qua đến đây là bãi trước nè. Tới ngay cái ngã ba này thì mình sẽ rẽ trái nha. Rẽ trái qua đây là đường Quang Trung, còn chạy thẳng là đường Trương Công Định. Ngay cái bãi trước này cũng có một cái công viên rất là mát mẻ này, rộng rãi. Cái con đường này ở chính giữa người ta trồng những cái cây tùng đẹp quá ha. Chỗ này là ngã ba đường Nguyễn Du và đường Quang Trung. Bên đây phải là nhà thiếu nhi tỉnh. Đây là ngã ba đường Thống Nhất Quang Trung. Phía trước mắt cũng có một cái công viên. Ngay ngã ba này rẽ phải qua là đường Lê Lợi. Công viên rất là mát mẻ, rất là đẹp luôn nè. Phía ngoài kia chính là bãi trước nè, bãi tắm bãi trước nè. Du khách người ta tập trung cũng rất là đông nè. Tắm lên xong là có những cái vòi nước ngọt cho du khách người ta xả ngay tại chỗ luôn, chứ không là nước biển nó rít lắm. Chỗ này có hai con rồng đẹp quá ha, con rồng kỷ niệm 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cái này là đợt mà người ta thiết kế kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước. Quá đẹp, quá rộng rãi.
quá thoáng mát. Chỗ này là đường Ba Tu và đường Quang Trung. Đường Baku là con đường mang tên thủ đô Baku của Azerbaijan. Chạy khoảng vài trăm mét nữa là sẽ tới ngay một cái bến tàu cao tốc đi Côn Đảo. Côn Đảo là một huyện đảo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chỗ này có mấy cái tòa nhà cao ghê, nó cao nó che cái bóng mát, rất là mát luôn. Phía bên tay phải mình là bảo tàng Vũng Tàu. Giờ này thì mình thấy du khách cũng rất là đông. Giờ này là xe ô tô người ta đổ xô về rất là đông luôn á, hàng dài luôn. Phía trước mắt bên trên mình là cáp treo, hệ thống cáp treo đi lên khu du lịch Hồ Mây. Đó, phía trước mắt là hệ thống cáp treo này. Gà cáp treo đó, phía dưới là trung tâm hội nghị tiệc cưới. Bây giờ thì mình di chuyển tiếp nha. Vũng Tàu bán nhiều, có nhiều cái quán hủ tiếu mực kìa. Hồi nào có dịp thì mình sẽ đi thành phố Nha Trang cũng như là đi Đà Nẵng. Cây bàn chạy đến một đoạn nữa thì chúng ta sẽ giáp với đường Trần Phú. Ôi, chỗ này xe ô tô đậu dày luôn. Phía bên trái mình có một cái quán cà phê đẹp quá ha, cà phê Oasis đây, khách đông quá chừng.
để mà đi dạo hết thành phố Vũng Tàu là chắc quay rất nhiều á, quay không thể nào quay hết nổi. Cái cặp đôi này hồi sáng giờ chụp hình sáng giờ luôn, chụp hình ngoại cảnh đi gian nắng chiều về đổ bệnh luôn. Đây là đường Trần Phú hả? Rồi đến đây thì mình xin tạm thời kết thúc video ngay tại đây nha. Hẹn quý chị và các bạn trong video lần sau. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình. Chúc mọi người sức khỏe, dồi dào, một sự bình an và thành đạt trong cuộc sống nha. Bye bye.